Kinh doanh dạ thảo liên thì cần chuẩn bị những cái gì? Các anh chị có bao giờ thắc mắc là kinh doanh dạ thảo liên thì cần phải chuẩn bị những cái gì không? Đấy là những cái câu hỏi mà rất nhiều người ngoài kia, khi họ xem các anh chị, họ theo dõi các anh chị bao nhiêu năm nay rồi, họ sẽ hỏi là kinh doanh dạ thảo liên thì cần chuẩn bị những cái gì. Đầu tiên ấy, các anh chị ạ, để kinh doanh được dạ thảo liên, thường thường là chúng ta sẽ có hai dạng khách hàng. Khách hàng thứ nhất đó là khách hàng dùng sản phẩm. Khách hàng dùng sản phẩm và quay sang kinh doanh dạ thảo liên. Và một dạng khách hàng thứ hai đó chính là gì? Là thấy chúng ta bán đắt hàng sản phẩm dạ thảo liên nên muốn bán cùng. Vậy thì hai dạng khách hàng này là hai tệp hoàn toàn khác nhau. Cái tệp thứ nhất ấy là đó là từ người bệnh lên khách hàng. Nên cái tệp này thường thường là những người nhóm S gì và nhóm C, là họ thấy rằng sản phẩm hiệu quả quá, tôi muốn lan tỏa sản phẩm này đến nhiều người hơn nên họ bán hàng. Đối với những người này ấy thì họ rất là chắc chắn. Họ rất là chắc chắn và đặc biệt là họ đặt cái uy tín lên rất là cao, nên là khi mà họ thấy rằng là sản phẩm tốt rồi tôi mới bán. Còn một dạng thứ hai đó là thấy sản phẩm này bán đắt hàng quá, thấy nhiều người phản hồi tốt quá nên tôi vào bán. Thì đối tượng này thường thường là những người nhóm Y và nhóm D, nên là họ bán hàng máu chiến hơn, họ có khả năng lên làm lãnh đạo tốt hơn và thậm chí là họ bán hàng tốc độ nhanh hơn. Vì vậy nên các bạn chú ý là đối với lại khi mà tuyển chỉ dạ thảo liên ấy, thì cái việc của chúng ta là cái quay lại cái câu hỏi đó là kinh doanh dạ thảo liên thì cần chuẩn bị cái gì. Chuẩn bị đầu tiên là phải phân tích được bản thân trước, bản thân có điểm mạnh gì. Các bạn cứ phân tích được điểm mạnh của bản thân trước. Ví dụ như là nếu bạn có nhiều mối quan hệ thì bạn sẽ phân tích là tôi có nhiều mối quan hệ, tôi có thể bán được hàng cho người nọ người kia. Nếu bạn có khả năng live stream, tôi sẽ live stream tôi bán hàng. Nếu bạn có khả năng chạy quảng cáo, tôi sẽ chạy quảng cáo để tôi bán hàng. Nếu tôi có khả năng là tôi có cửa hàng, vậy thì mình phải xác định được cái điểm A của mình là mình đang là ai và có khả năng bán hàng hay không. Sau đó là quay sang phân tích sản phẩm dạ thảo liên. Sản phẩm dạ thảo liên tệp khách hàng cực kỳ rộng, từ 6 tháng tuổi đến cụ già 100 tuổi, già trẻ, lớn bé, gái trai, nam nữ, thành thị, nông thôn, người giàu, người nghèo, ai cũng dùng được. Như vậy là mình rất là dễ bán. Sản phẩm dạ thảo liên có khả năng tái sử dụng, có nghĩa là gì ạ? Dùng một thời gian hết lại dùng, hết lại mua, hết lại mua. Như vậy thì lại có thêm rất là nhiều cách, rất là nhiều cái mà mình có thể bán được. Phân tích tiếp theo là người ta sẽ ghép cái thế mạnh của họ với lại cái thế mạnh của dạ thảo liên lại với nhau, và người ta cảm thấy rằng tôi sẽ bán được sản phẩm này. Nhưng khi vào bán nó sẽ gặp một số rào cản. Rất là nhiều người gặp phải rào cản, ví dụ như là không biết làm video, ví dụ như là chưa biết đăng Facebook, ví dụ như là chưa có đồng đội, người kèm cặp dẫn dắt. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ bổ sung cho họ những cái thiếu và phát huy hai cái thế mạnh của sản phẩm dạ thảo liên và bản thân họ nữa thì chắc chắn bán được hàng. Vì vậy nên là để mà chuẩn bị gì thì phải chuẩn bị được bảng phân tích bản thân và bảng phân tích sản phẩm, cũng như biết rằng là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình như thế nào các bạn nhé.